Nhảy đầm hả? Đập lên Queen Bee hả? Ờ, sao ăn mặc gì mà xưa dữ hả? Ăn mặc gì xưa? Dạ, nói câu nghe mất cảm tình. Xin lỗi, mày có tiền mua nổi bộ đồ tao đang mặc không mà chơi xưa? Trời ơi, đây giới thiệu cho mày cái quần model năm 1900 hồi đó. Hồi đó là hồi nào? Lâu lắm rồi nhớ không nổi. Đây chiếc áo model gấm Thượng Hải. Hả? Hai thứ này cộng lại là 12.000 đô. À, 12.000 đô hả? Chứ sao? Trời ơi, mày cho mày hay này nghe. Chưa chắc tụi bay còn trẻ mà model quá tao à. Phải nhìn không? Nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ đi. Dạ. Mái tóc model thiếu lâm tự. Ha. Trời ơi, mới giờ mình sẽ giống thiếu máu. Bởi vậy người xưa nó không sai mà. Ngọc bất trác bất thành khí mà nhân bất học bất tri lý. Nghĩa là sao? Có nghĩa là nhỏ không học lớn bị mất trí. Nhỏ không học lớn bị điên á hả? Yes sir. Hả? Yes sir là gì? Trời, vậy cũng không biết tiếng Tây mà không biết. Yes sir là trời rét quá mà gặp gái cái bị sờ vậy nè. Trời ơi, công nhận bác ba biết tiếng Tây hay ghê nghe. Chứ sao? Chơi giữ nho là khi ở nhà mà ra đường mới nói tiếng Tây, để ta nhìn vào thấy mình là con người có trình độ. Ê dạ. Thấy không? Đi đâu đây con? Dạ, má con á nói với con, trước tiên là qua mời bác sang nhà má con dự tiệc. À, sau đó vậy thấy không? Con người không hiểu trình độ quá thì nói nghe không có lọt lỗ tai. Mời bác ăn cơm sao bác chửi con? Không phải chửi mày, chứ tao muốn dạy mày. Dạy gì? Muốn mời tao ăn cơm thì phải nói tiếng Tây nghe nó mới sang được. Nhưng mà con đâu biết tiếng Tây đâu. Tao dạy. Hả? Bác mời tao ăn cơm phải không? Dạ. Mời như thế này nè. Dạ thưa boy. À, boy là gì? Boy là tao đó. Hả? Bộ bác tên boy hả? Không phải, boy là tiếng Tây, dịch thì chữ Việt Nam là giống đực. Hả? Dạ thưa boy, mời boy sang nhà gơ con. Ủa, gơ con là ai? Gơ là má mày đó. Ủa, má con đâu phải tên gơ. Gơ là gái đó mày. Hả? Không hiểu gì hết trơn. Rồi sao nữa bác? Mời boy sang nhà gơ con dùng restaurant. Trời ơi, restaurant là gì? Bởi thằng này nó ngu lâu dốt bền khóa đào tạo rồi. Cái khu năm ngoái còn sót lại năm nay. Thay vì ngoài đường để quán ăn, tiệm ăn, người ta không để ta đến restaurant. Restaurant là ăn đó biết chưa? À, con biết rồi. Restaurant là ăn. Đó. Còn ngủ là gì bác? Hả? Ngủ á. Ngủ hả? Dạ. Ngủ tiếng Tây ta gọi bằng nhắm mờ. Hả? Nhắm mờ là gì? Nhắm mắt. Ngủ nhắm mắt chứ mở mắt đâu có ngủ được. Công nhận bác hay ghê á bác. Chứ sao? Bác vậy bây giờ bác dịch giùm con câu này nghe bác. Câu gì? Bessouer. Hả? Bessouer là cái gì? Là bác xạo á. Đó. Khỏi. Sao mày nói là xạo vậy? Giờ bác nói bác giỏi tiếng Tây lắm phải không? Chứ sao? Bác dịch giùm con một chữ này, nếu bác dịch được con mới công nhận bác giỏi. Chữ nào tao dịch cũng được hết. Bồ. Bồ là gì? Bồ là người yêu đó. Nếu người yêu của bác dịch làm sao? Nếu người yêu của tao tiếng Tây gọi bằng ma mày. Ma mày là cái gì? Ma mày là bồ tao nữa đó. Nóng nhí gì vậy? Cái gì vậy nhí? Hồi nãy giờ con nói chuyện với bác đàng hoàng nha. Bác đừng có đem má con ra bác giỡn nha. Bác nói chuyện đàng hoàng nha. Bác nói má con là bồ bác là sao? Có tao nói chứ không có nói sao được mày. Có mà có làm sao? Bác nói đàng hoàng nha. Không thôi là bác đừng có trách con nha. Từ từ, trời ơi mày xưa nhỏ mà nóng quá. Từ từ tao kể cho mày nghe là mày dữ vậy. Tao với má mày không phải mới đây đâu, mà cách đây 20 năm về trước. 20 năm về trước? Phải. Tao với má mày có một chuyện tình buồn như chuyện tình lãng và đi. Trời ơi, muốn lủng lỗ tai luôn vậy. Để tân ngược vòng ví vang. Chuông đồ chùa xa chiều tan trường về, tao má mày cùng chung bước cuối đèo đường. Thôi, trời ơi, làm gì hí lên như ngựa vậy? Trời ơi, tao đang ngăn người mày la tao hết hồn, có dế mày lạc tông mày. Trời ơi, con nói là bác kể cho con nghe chứ đâu phải bác hát đâu. Trời trời,
con người có văn nghệ mà con. Sống không có cái văn nghệ trong mình nó khô cằn sỏi đá lắm con. À, người không có văn nghệ thì khô cằn sỏi đá phải không bác? Chứ sao? Nhưng mà bác phải nói cho con nghe rõ ràng, bác với má con quen nhau trong trường hợp nào? Tao má mày học chung trường. Trường gì? Marie Curie. Hả? Trường Tây hả? Chứ sao? Lúc đó tao với má mày trộm yêu nhau. Hả? Thì ông ngoại mày mới ham tiền. Hả? Bắt má mày gả cho một thằng giàu có mà tao đây căm hận. Thằng nào? Thằng nào? Bác nói cho con nghe đi. Thằng nào? Con xốp đẹp nó liền thằng nào? Bố mày. Ôi trời, má ơi trời. Mày biết không? Lúc đó tao buồn quá. Tao hẹn má mày một lần sau cuối. Để làm gì? Để trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ôi trời ơi. Ngày không đến nhau ấy ân chẳng. Thôi. Thôi. Mày làm gì quậy mày? Trời ơi, trả lại cái khăn vậy đi hả? Tao giữ nó 20 năm rồi đó. Sao rách nát te tua vậy nè? Bữa tao nhậu xỉn chó xé. Tôi cảm ơn bác à. Trời ơi, bây giờ bác nói cho con nghe nè. Bác hẹn má con rồi, má con có tới không? Má mày hoàn toàn không tới. Rồi bác làm sao? Tao bơ vơ hoài trở về qua phố trường, bỗng nghe tiếng hét nô sầm bên tai. Thì tao chợt chậm thấy má mày đi với bố mày. Thôi nha. Dạ. Thôi nha bác. Bác nói má con đã rồi, bây giờ bác đem bố con ra nữa hả bác? Thì tao nói cho trọn vẹn chứ. Trọn vẹn cái gì? Bác làm gì vậy? Bây giờ con yêu cầu bác nha. Bác nói rõ ràng cho con nghe nha. Má con không tới rồi bác làm sao? Tao bơ vơ hoài trở về qua phố trường. Con bóp cổ bác bây giờ nha. Con mày lại ra. Mày nhỏ lại đây mày. Bác làm gì bác ca hoài vậy? Hỏi đâu nó ca sao? Trời, bài này bác hát rồi chứ bộ. Hát chưa? Mới hát tức thì nè. Vậy ta làm bài khác. Trời ơi, thôi nghe bác, con không có giỡn với bác nè. Con đang sốt ruột lắm rồi nghe bác. Đừng có nói lòng vòng nữa nghe. Con yêu cầu bác đi thẳng vào vấn đề đi. Bác thấy má con đi với ba con, lúc đó tâm trạng bác sao? Mày cứ tưởng tượng đi. Ừ. Người yêu của mình mà đi với một người khác, tâm trạng mày như thế nào? Ừ. Máu hận sục sôi trong lòng trào, giận như thác đổ. Tao định nhảy đã mày. Nhưng tôi kịp suy nghĩ lại. Đúng rồi đó bác. Tại sao tôi nỡ giết người tôi yêu? Người yêu tôi đó có tội gì? Giật mày rồi hả? Trời ui da, làm gì đánh cái đau quá vậy ông? Tao đang hát nhạc trữ tình làm sao mày khóc? Trời ơi, nghe chuyện tình của bác cũng buồn quá bác ơi. Bởi vậy tao nói rồi, cái chuyện của tao đã buồn lắm, đừng có nhắc lại nữa nghe con. Dạ. Mà bây giờ trở lại chuyện tao với mày. Hôm nay mày mời tao restaurant. Trời ơi, sao bác thích hát quá vậy bác? Ừ. Hát hoài à. Mày mời tao ăn ha, con người tao có văn nghệ lắm mày ơi. Dạ. Thưa boy già, gơ già bên kia kêu boy trẻ này qua nhà boy già này, qua nhà gơ già kia tặng dùng restaurant. Rồi, rồi sao quá. Dạ, trước là như vậy, sau làng boy trẻ này qua về gái bác. Nói chuyện đàng hoàng. Dạ. Mày quen con gái tao? Dạ, con quen lâu rồi mà bác không biết hả? Mày quen ở đâu? Dạ, từ từ đi bác, để con kể cho bác nghe này bác. Nói này, mày quen con gái tao trong trường hợp nào? Dạ thưa bác. Dạ. Con với con gái bác có một chuyện tình buồn như là chuyện tình lan và điệp. Trời ơi, nó bắt trước tôi. Để con ngược vòng ví vãn. Không biết quen lâu chưa mà ngược vòng ví vãn. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm chín rộ với bao nhiêu nồng thâm. Mùa chôm chôm đây chị. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dính lòng thâm vàng. Mày đó. Định mệnh đã khiến vui sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thơ. Nên thơ là nên thơ sao? Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Chôm chôm đi, chôm chôm chóc đi, chôm chôm mế đi. Mua vô đi, mua vô.
tao giả cho bản mặt mày. Để ba bi vô mặt mày luôn. Mày vẫn chơi với tao hả? Dạ. Tao biết mày nói sao biết mày ca hả? Dạ, người không có văn nghệ khô càng sỏi đá. Trời đất cười chết. Nãy bác nói nó chơi ngược lại tôi. Bác mày quen con gác tay trong trường hợp nào? Đó đây. Đó bác, để con nói bác nghe từ từ bác. Quen bao đâu? Con gái bác á bán chôm chôm. Ờ. Cái còn lại con mua. Ờ. Công nhận con gái bác chịu chơi dễ sợ bác. Hả? Mới lại hỏi con câu cái con đá lông nheo với nàng. Cách 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 cách. Trời ơi. Cái tự nhiên cái nàng đá lại con. Cách 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 cách. Trời ơi. Cái sau đó nàng đi theo con luôn à. Hả? Trời đất ơi. Dạ. Có nghĩa là mày chứ cái tao quen nhau. Dạ. Danh dự danh giá gia đình tôi trời ơi chết. Quen 2 năm rồi bộ. Quen 2 năm trời chết. Dạ. Con gái tôi rồi. Mày có gì với gái tao chưa? Trời ơi bác ơi, tụi con quen nhau trong sáng không có làm gì hết trơn á. À có nghĩa là tình yêu tụi mày trong sáng. Dạ. Tao mừng quá. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Về đi con. Ủa sao kỳ vậy? Con gái của tao là lá ngọc cành vàng. Xin lỗi bác à, con gái bác lá ngọc cành vàng rồi con đồ bỏ hả? Mày cẩm thạch hột xoàn nè. Thạch hột xoàn. Tao mới đi sở thú quay về có con đi giống mày đó. Khỉ. Hả? Trời đất ơi, mày không có nghề nghiệp gì thì mày cưới con gái gì tao về làm gì cho nó sống? Không lẽ mày cưới con gái tao về cái ngồi nhe răng tao ngồi đếm hay sao? Trời ơi, đâu có đâu bác. Bác đừng có khi dễ con nghe. Con có nghề nghiệp đàng hoàng à, không phải khoe với bác á. Nghề của con làm một ngày ăn một năm đó bác. Biết nghề gì rồi? Dạ bác biết hả bác? Ừ. Nghề gì bác? Ăn trộm. Trời đất ơi, người ta thường nói là con ơi nghe lấy lời cha, một năm ăn trộm bằng ba năm làm, mày ăn năm là dở đó. Người ta ăn ba năm lận. Có mà bác khi dễ con quá à. Xin giới thiệu với bác, cò nè bác. Cò sao không có lông? Trời ơi, cò nhà sao có lông được bác? À là sao? Con là cò nhà à. Là chuyên môn mua bán nhà cửa đất đai. Vô một cái nhà là ăn một năm. À vậy sao? Dạ. Cò nhà đấy sao? Dạ. Khái rồi khái. Tưởng làm bác sĩ kỹ sư làm cò nhà. Xin lỗi mày. Mày cò cỡ nào mày khoe khoang mày. Mày biết mày hiện diện với ai không? Ai bác? Nhìn kỹ đi. Mày là dạng cò con thôi, đây là cò cha nè con. Cò cha. Nhìn kỹ đi, xin lỗi mày à, cơn sốt nhà kỳ đó nó nhờ với mà tao giàu luôn. Vậy hả bác? Đó. Thôi, vậy bác là cò cha, bác dám thi với con không? Thi gì? Thi văn nghệ. Là sao? Cò cha thích văn nghệ lắm mà. Ủa sao mày biết vậy? Thì hồi nãy tới giờ á, hãy mở miệng ra là hát, mở miệng ra là ca, hỏi tới là hát, đúng không? Vậy là mày muốn thi sao? Giới thiệu nhà mình trên bản nhạc. Ờ. Nếu ai ca không có chữ nhà là người đó thua. Trời đất ơi, nghe đến nhạc là mình mẩy tao ngứa. Nè, nhưng con hát một cái nhà là bác phải hát một cái nhà. Ờ. Con hát hai cái nhà là bác phải hát hai cái nhà. À. Con hát năm cái nhà là bác phải hát năm cái nhà. Trời đất, thiếu một cái thua. Có bài hát là 5-3 cái nhà nữa sao? Trời ơi, có 10 cái luôn á bác. Vậy hả? Ừ. À, không sao, chơi mày luôn. Dạ. Nhưng mà tao có điều kiện. Điều kiện gì bác? Chơi bình thường không vui. À, bác mà muốn gì? Chơi cá độ mới vui. Bác muốn cá hả? Chứ sao? Bây giờ cá cái gì? Nếu trường hợp mày thua tao, bác có thể lấy một món đồ trên người của con. Chẳng hạn vàng rồng hoặc quần áo. Vô tiếng. Tao lấy cái gì tao lấy? Vô tiếng. Tao phải quá, tao phải quá. Nếu bác thua con thì mày cứ lấy một món đồ trên người của tao. Có gì đâu lấy. Đây là cái quần của tao. Hả? Đây là chiếc áo của tao. Cộng lại là 12.000 đô của tao. Hả? Tất cả trên người tao đều là của tao. Dạ. Chỉ có một chỗ là của má mày thôi. Nè nè nè, bác nói chuyện đàng hoàng nha bác. Bác nói đàng hoàng nha. Chỗ nào là của má con? Trái tim. Hả? Trái tim ngục tù. Anh yêu em, anh yêu má mày từ ngàn năm. Thôi. Tao nói hết miệng là tao ca. Ờ. Bác đừng có nói lãng. Bây giờ bác chịu thi chưa? Chấp mày hát trước. Rồi, cái này là tại bác chấp nha. Ờ. Bắt đầu nè bác. Đâu, nhà của mày đâu? Nhớ là phải có chữ nhà nghe bác. Đừng nói dài dòng, nhà của mày đâu? Đây nè. Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh. Dạ, tranh. Tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Ở tao nè. Nhà ở bên. Trời ơi. Em sống trong giàu sang, quen gắm nhung đại trang, đi về xe đón đưa tới bác. Con có hai cái nhà là cái nhà. Trời ơi. Mới vô là chơi hai cái nhà liền. Đúp lê mà. Nghe nè mày. Nhà em có
hoa vàng trước ngõ, tường thật ba cao, có dây leo kinh hoàng. Mới có một cái à? Nhà anh quý con được ngoài ô, vẫn thừa đèn dầu thấp, cho lùa vào từng đêm. Hai cái con thời tới con đêm 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 nhà cho đêm gì vậy? Đêm 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 nha đốc, từ từ nghe, từ từ nha. Đêm 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 gửi mùi hương mùi qua xứ nhà nè, hương nồng và qua tình ai bác ai 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 qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em đòi tiền buồn lắm cái tay mày ta tay mày trời ơi chết rồi trời chết rồi trời ơi phải nghe bác tao lộn quan 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 đợi con chút đi trời ơi hết tôi rồi đó có rồi có rồi hàng mặt tư tôi về quê cũ dấu thân nơi nhà quan đợi bác nhà quan rồi chết rồi bí rồi mỗi lần bí tự nhiên cái mặt trời ơi sẽ xuống là mỏ dài đây chưa bí đâu mày nghe sư phụ được không đâu nhà bắt đâu thời điểm tình tàn tôi sách Honda tôi chở nàng đi xuống nhà hàng, nhìn xuống mé sông thấy một người đang dẫn xà rong, ở xa như đàn ông thấy gần như bà bông. Báo cho bác hát bậy nè. Bậy gì? Ai cho bác chế lời? Biết có chữ nhà thôi. Trời ơi, nhạc người ta viết ra sẵn rồi cho bác chế lời tá lả vậy đó hả? Không có được bác ơi. Hát là hát nhạc đúng à, chứ không hát vậy được. Không chế lời làm sao tao có nhà? Không có nhà thôi thua vậy thôi. Chưa thua. Vậy nhà tao đâu? Nhà bác đâu? Sao bác hỏi con? Bỉ rồi phải không? Chứ nhà tao đâu? Rồi không có nhà, bí là bao thua phải không? Gì vậy vậy? Gì vậy vậy? Nhà tao ở dưới chân đồi, có sàn thiên lý có người tao yêu. Đi 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 đi, tưởng tao bí hả? Tao bây giờ tới mày, tới mày nhà mày đâu? Trời ơi sao không có cười con? Tự nhiên lạnh ót quá. Không phải tao lột đồ à? Khoan bác, khoan đợi con chút bác ơi. Nhà mày đâu? Nhà tao. Nói chuyện với người lớn sao nói nhà tao mày? Bác hát nhà tao được, bác không cho con hát nhà tao. Tao lớn tuổi thì tao nói nhà tao được, còn mày phải nói nhà con chứ. À, bác lớn bác hát nhà tao được. Còn con còn nhỏ con phải hát là nhà con. Cảm ơn bác, vậy thì nhà con ở cuối chân đồi. Trời ơi, làm gì bóp cổ con vậy? Cái bài này tao ca rồi. Bác hát rồi hả? Con hát lại hả? Tao hát rồi mày hát lại sao được? Con phải kiếm bài khác hả bác? Không có là tao lột đồ. Qua đợi con chút đi bác. Nhà anh có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào nhà em. Bay vô bản mặt mày chứ bay vô nhà mày. Mày không cho chế lời sao mày dám hát chế lời vậy? Ủa con chế lời hả? Vậy kiếm bài khác làm gì dữ hả? Dữ gì mày kéo dài thời gian vậy? Thì đợi chút đi nha. Nhà em cách hai đoạn đường dài. Trời ơi. Tuy gần mà xa, còn hai cái tới bác. Giờ muốn tìm một cái rồi không có, tôi kiếm hai cái. Rồi, bí nữa rồi. Rồi, bí nữa rồi. Khung cửa sổ hay nhà quý phố, chẳng hiểu thì sao không khép bao giờ. Tao nhìn thấy cửa sổ tao giơ tay cái nhà cảm ơn cửa sổ. Đâu thì chắc chắn là con phải lột dây chuyền rá của con rồi con ơi. Nhà con đâu? Trời ơi cái gì vậy nhỉ? Thua rồi thôi con, đừng có hung dữ con. Nhiều khi tôi muốn gì vậy? Bỏ đi thật xa. Ở cái nhà mày đâu? Bàn thân quánh đi như người không nhà. Tới bạc. Mày thua rồi. Sao thua?
mà nó không nhà. Hả? Không nhà là đâu có cái nhà. Sợ vậy chị? Stop here. Cái gì? Review trở lại. Cái gì vậy? Trời ơi, nãy con giao rồi. Trời ơi, có chữ nhà thôi chứ đâu phải là không nhà hay là có nhà. Nhỏ mày ăn gian mày. Ăn gian gì? Bác thua là có. Thôi, bác bí rồi phải không? Giờ bác thua con á, bác thua con á. Chơi cái nhà, chữ nhà. Có chữ nhà. Nhỏ mày ăn gian. Ăn gian ăn gì? Nãy con giao rồi bộ. Giờ bác sao? Tôi kiếm như nhà chứ đâu. Giờ gì vậy? Giờ kiếm nhà nè. Hết cửa sổ rồi. Cửa sổ hát rồi. Gì nữa vậy? Gì hên quá. Gì? Gác lành về khuya cấn gió lùa tới bầy. Bác thua rồi đó. Gì thua? Nhà bác đâu? Cái gác đó. Cái gác chứ đâu phải cái nhà. Cái gác nó nằm trong cái nhà chứ đâu. Thôi bác ơi không chịu. Chữ nhà chứ không phải là chữ gác. Bác ơi bác thua rồi. Con lấy bộ đồ 12.000 đô của bác. Thôi. Nói bị ra nè. Nãy giờ là thử thôi. Dạ bác. Chứ ăn thua là cái chuyện bình thường. Thử tài coi mày có thông minh hay không. Dạ. Mày có xứng đáng làm rể tao hay không thôi. Giờ bác thấy sao bác? Được rồi. Mày thông minh lắm. Dạ. Ta chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trời ơi con cảm ơn tía. Mày xuống tao dưới vậy. Dạ tại con mừng quá tía ơi. Thôi được rồi. Bây giờ mày kêu má mày qua ở với tao. Dạ. Không phải. Qua bàn với tao vì cuộc hôn nhân với mày và con gái tao. Vậy à tía. Nè. Mày á là một đứa trẻ mà thích văn nghệ. Dạ. Tao là một người lớn tuổi cũng thích văn nghệ. Dạ. Thì tao với mày có hai cái tâm hồn nó hòa hợp lại. Dạ. Thấy không? Dạ. Bây giờ đó để chuẩn bị ngày đám cưới của mày. Dạ. Tao với mày phải tập một bản để cho hát mừng bà con hai họ. Dạ. Vậy thì bây giờ tập liền. Hey. Chúc bà con bé thơ cô giáo vui vẻ điều. Tiếng cười vui gai cha như là tiếng pháo. Chúc giàu sang chúc tiền vô khắp nơi cho mọi nhà. Và tình yêu thắm tươi như ngàn hoa. 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 Nhìn Nhí ơi, mày đâu rồi Nhí? Nhí trời, nó đi rồi nó bỏ tôi lại đứng một mình ở đây. Múa một mình ở đây. Đừng dò bác không đừng dò. Trời ơi tao mắc cỡ lắm. Thiệt. Tao mắc cỡ thiệt mà.